Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ một tên có tên Stickman Robot by Rob Hero. Stickman kết hợp robot à? Ok, bắt lấy. Oh. Sorry. Đây và là robot chúng ta nhìn trông hơi đùa. Ui ok đấy, sao mày lại bắn tao? Sao skin bị kinh nha. Ê, tao bên cái xe này. Không làm gì đâu. Chạy thôi. Ui. Hôm nay chết rồi. Thôi chỉ tìm nhiệm vụ nào đây. Ơ kìa. Mất hình luôn rồi. Để chết đi mà. Trước khi chết ta phải xử lý mấy thằng dân con này đã. Tình cảnh sát kia sợ tôi rồi. À mình đi cái này à. Cái gì đây? Tôi nát rồi. Cái gì này? Đùa. Ở đây. Có ai lại đây mà không biết. Ok, chơi lại. Rồi, đi làm nhiệm vụ đi. Đi đến cái chỗ điểm xanh xanh kia nhá. Không phải như con ếch này. Điểm xanh xanh kia à? Ô sao không đi được em ơi. Rồi ta đang ngồi nhận đây. Cái gì này? Bên này là mãi biển mà nhỉ? Đi vòng ra bên này kiểu gì? Này, cứ điểm xanh xanh mà tít bên này thì sang kiểu gì ta? Ê. Ô
Game bịp rồi. Cái gì ấy? Ôi. Bắn đây. Thằng cái đây bắn tao đây. Bắn đây. À. Chơi kiểu gì ta? Ôi. Này nát rồi. Cái gì này? Trả lời hình dạng cái xe này. Chết thôi rồi anh em ơi. Ui, hay giật thành xương rồi, cháy đen người rồi. Ố. Sao? Sao toàn bị nát này? Quẩy. Thật cảnh sát bây giờ chạy rồi. À. Rồi, get out chơi game khác rồi.